móc tiền ra. Dạ anh ơi, bữa nay em không có tiền anh ơi. Tao muốn mặt với mày hả? Nè. Xin anh tiền. Vậy từ giờ tụi mình sẽ quyết tâm, cùng nhau quyết tâm nha. 1, 2, 3 quyết tâm. Những người như tụi mình mới là tài năng tương lai, niềm hy vọng của học viện La La này. Chứ đâu như cái bọn kia phát âm còn không rõ, lấy gì mà luyện giọng. Tính ra là cái danh hot boy trường La La chỉ là hư danh thôi. Chứ cua một em mới toanh đâu có được. Mà cua được thì sao nè? Thì bung.